ngày mới bắt đầu hành trình giao bơ cột về ngã ba Diêu Trì Tuy Phước. Vâng, xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của Tùng TV nhé. Thì sáng hôm nay công việc mình là chuyển cái con bơ cột 6 tháng tuổi, ấy nhầm 1 năm tuổi, giá 18 triệu 500 về ngã ba Diêu Trì Tuy Phước. Quý vị anh chị và các bạn đón xem hết video để biết nội dung video của mình nhé. Đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ một video nào của mình. Đó, thì sáng nay là thứ mấy rồi? Thứ tư. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 chứ không phải là thứ tư. Sáng nay quên ngày quên tháng quá các bạn. Rồi, cùng đón xem video của mình nhé. Rồi các bạn, ra tới nhà của đệ tử Quốc mình rồi đây. Bây giờ anh em mình có một con mà cũng phải đi vì đợi gút không? Đệ tử mình đội chiếc bò gút siêu sao lắm. Từ từ thôi. Chạy như điện vậy chứ. Đó. Thì sáng hôm nay đi giao bò con này xuống ngã ba Diêu Trì, đường Lâm Long Canh. Đó. Lựa lên nhầm chéo chút chú. Đây đây đây, đi lên con. Đây, đi bước ra. Bước ra. Bước ra, bước ra, bước ra lên. Đi. Bước ra, bước ra, đi, bước ra. Nhó mà láo, chống cự. Chống cự. Chống bướng. Đi. Rồi các bạn, xuống gặp được ông chú mua cái con nghi pháp cột của mình rồi. Thì đêm hôm up video lên là chú là người điện đầu tiên. Thì rất nhiều người gọi nhưng mà mình bán thì cứ người nào đầu tiên là mình bán vậy thôi. Đó, thì dẫn từ sớm tới giờ đi vô lúc trong sớm này rồi mà chẳng thấy nhà của chú đâu. Đó, chỉ thấy con gái chú đang chờ chú dẫn vậy thôi. Giờ cứ đi rồi, chút nữa tới nhà thì mình quay tiếp. Rồi các bạn, đã đến địa điểm giao bò, chào chú. Nuôi bò gì trong đấy, được mấy con? Dạ. 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 Rồi rồi rồi, em lên giấy xuống em. Wow, đeo ho dữ quá. Mới. Ôi không? Chú trồng cỏ cũng rất là nhiều các bạn. Nhà làm ớt rồi nuôi bò. Đó. Còn ở dưới này hình như là làm chủ yếu là làm la ghim. Đó. Thì chú là người gọi đầu tiên nên là chú được sở hữu con bê này. Vì pháp cột này cũng rất là nhiều người gọi nhưng mà thật sự ra thì mình cứ bán là những người nào đầu tiên, nên các bạn cứ đăng ký kênh của mình. Rồi cứ mình up video lên thì YouTube họ sẽ thông báo cho các bạn sớm nhất. Rồi cái con nào các bạn thích thì các bạn gọi sớm cho mình để mình chốt. Chứ còn nếu mà chờ các bạn tới sáng hôm sau các bạn mới gọi thì không có đâu. Xuống em, xuống. Rồi, dí vô. Thôi các bạn. Đó. Vô trong năm có, đừng có để không ớt. Không sao đâu, nó không có chạy vô ớt đâu à, chú lo. Chú thì sợ giảm ớt. Nhưng mà con nghe nó có đường là nó đi rồi. Ớt nó bị sao, nó cháy đầu hết rồi chú. Ớt bị sao cháy đầu hết rồi. Cô vô. Quả mía là cũng có nấu luôn anh. Chú có dụng cỏ đấy không vậy? À xây bán nước mía, mía là mía xây mà. Anh uống tốt. Chào thấy đem hình ảnh dưới ngoài nó ra sao? Nó khác không? Tốt anh. Đó. Nó rèn, nó cũng rèn, cái mình nó cũng rèn này chú.
nhưng mà nó rèn cái mạch không này, còn cái mình đã là rèn, nếu nhìn kỹ nó mới rèn mạch không này. Dạ không, cột đó là tính ra con này là rẹt á, mà dòng anh quốc nó có hai mèo lông chính, mèo lông cột rẹt luôn, còn mèo nữa là mèo đỏ mặt ở này, nó vẫn là anh quốc vui, ăn cũng như hút. Dạ người đêm hôm giờ gọi con muốn cháy mấy luôn, mà chú gọi trước là được trước, dạ thôi chứ còn cháu bắn bò là dạ mấy con chút xíu à, ăn gì nó còn lạc không. Dạ dạ tiền bạc cho nó xem. $18,500 còn chú phụ thêm chéo 500.000 tiền dầu nữa là 19,000 tròn. Rồi đây các bạn, thì chú nuôi đực đó, thì hôm nay bắt cái con cái của mình là chắc là con đầu tiên không chú. Dạ đó, thì con này con đực có còn hai con này là bò Thái nè, Thái Mỹ phát sinh nè đó, thì chia sẻ với các bạn công khai luôn là cái con bê đó mình bán cho chú là 19,000,000 đó, 19,000,000 tròn, mình gửi lại lọc nuôi 200. Thì thật sự sáng hôm nay mình đi Bình Định mình bắt bò thiệt đó, mình mới chở xuống giúp cho chú, nếu mà cái giá đó mình bán xuống tới đôi thì mình cũng bó tay mình chẳng bán được đâu đó. Công khai nếu mà chủ nhà xem được cái video này thì cũng biết em bán đó, xuống tới đôi là thành là 18,800 mà 18,800 mà từ trên đó xuống tới đôi là 100 mới coi à chú, chứ không biết đâu, chứ không phải gần đâu. Dạ dạ ra khơi chạy vô 20 coi nữa vô cơm chạy rồi ấy. Đấy thì chú chéo chú gọi trước thì chéo cũng uy tín, chú cũng tin tưởng chú chở xuống là tao nào đó. Rồi bây giờ chắc tham quan trại chú, cháu cũng tranh thủ cháu đi chở mấy cái con đực gì ăn cái. Dạ ôi dồi, con là siêu có luôn. Con là siêu có. Ừ, quát lại đứng thử, quát đứng ở ngang nào. Chưa tới lưng quần luôn ấy. Đồ. Mới đầu đéo cái nào đó là bộ đúng rạch luôn, còn giá thiệt to luôn mà. Là đéo một chữa, đéo một chữa. Rồi các bạn, về xuống xe là ăn uống rật liền đó. Giờ bò thành công, giờ mình tiếp tục. Ui siêu đồ nhìn bò đẹp. Giờ chỗ nào rửa đầu luôn ấy, rửa đầu xe ấy đi vô đời luôn được không, ốp rồi chưa. Rồi các bạn, thì giao bò xong mình đã về đến nhà rồi đây. Thì chia sẻ với các bạn là con bê đó thì mình bán tại chỗ là giá 18,500 đó, nhưng mà xa quá thì nhờ chú phụ thêm 500.000 tiền dầu để mình chở xuống. Nhưng thật sự với các bạn là mình có bò gì đó, người các người quen họ gọi họ bán bò thì mình xuống mình xem bò và mình mua bò gì đó luôn á, thì mình mới chạy được. Thì thật sự ra nếu mà phụ thêm 500.000 tiền dầu rồi bán mà từ trên thị xã An Khê này xuống tới Diêu Trì đi lên hai coi nữa đó các bạn, thì thật sự nếu mà 500.000 tiền dầu thì bán không được, vì là cái quãng đường nó rất là xa, nó rơi vào tầm 140 coi, gần 150 coi, chưa tính là chi phí đường xá rồi kiểm dịch rồi CA đó, nên là nó rất là cao. Mà mình bán cho chú cũng là người hâm mộ kênh rồi là gọi cho mình đầu tiên, nên là mình bán cho chú hiểu nghị một con đó, xuống thì chú nuôi bớt cho chú 200.000 tiền lọc nuôi thì mình cũng vui vì bớt cho chú thôi đó, thì còn lại tính ra là 800.000 đó, theo giá thì chú phụ thêm 500 thì 800.000, thì thật sự ra mình bán hữu nghị với chú thôi đó. Nhưng mà nói chung là bán con xong rồi, về nhà an toàn, thuận lộ bình an, chúc chú nuôi con bê nó mau phát triển và cứ như vậy thì mình cũng tiếp tục ngày nào cũng mua cũng bán. Và ai quan tâm đến mua bò bán bò hoặc là kinh nghiệm nuôi bò hoặc mọi vấn đề mình chia sẻ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì đăng ký kênh để không bỏ lỡ một video nào của mình hết nhé các bạn. Đều quá mấy ngày này đều không bớt được
Đó, bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Nói bây giờ nói hết nói rồi ạ, các bạn, bye ạ. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ rồi các bạn.